Xin chào cả nhà. Hôm nay là mùng 5 tháng 12 năm 2021. Hôm nay thì Sola Hưng Yên nhà em giới thiệu tới mọi người về một cái mẫu tủ đựng pin lithium dành cho Shell EVE 105Ah phiên bản cao cấp và phổ thông. Ở đây em có hai mẫu này. Mẫu bên tay trái là cái tủ nhỏ nhỏ này, là tủ đựng Shell pin EVE loại 24V. Bên đây cũng là 24V nhưng mà nó sẽ khác nhau. Cái con màu trắng nhỏ bên này, con này sẽ nặng là 2,2 kg. Còn con bên phải này là bản cao cấp này thì nó sẽ nặng 9 kg. Tức là nó trọng lượng nó hai cái vỏ này nó khác nhau. Một cái bên này là 2,2 cân, còn cái này là 9 cân. Đây là cái thùng này nhà em đang bán là 350.000. Nó cái này thì sẽ free ship toàn quốc khi mọi người thanh toán trước 100%. Cái này là 350 mọi người nhá. Cái này là chỉ đạnh đựng được 8 cell pin. Đây, bên trong nó có thế này thôi. Tức là mình sẽ xếp 8 cái cell pin EVE vào trong đây. Ở cái thùng này thì sẽ xếp thành hai hàng như thế này. Đấy. Mỗi một hàng sẽ có 4 quả này. Đấy, thế là chúng ta sẽ đạt được 8 quả vào đây. Đấy, 8 quả, mọi người sẽ xếp được 8 quả nhá. Cái này thì em xếp quá nhiều để bán quá nhiều. Thế còn BMS là sẽ để ở cái góc này. Đấy. Cái này thì vỏ nó bằng thép sơn nhá. Sơn cũng là sơn tĩnh điện nhưng mà nó không phải là sơn tĩnh điện kia. Nó là sơn bình thường, còn bên này là sơn tĩnh điện dạng sần này. Đây, con tủ này cũng là tủ đựng tủ 24V. Nhưng mà nó sẽ có hai cái quay sách ở hai bên như thế này. Đấy, hai cái quay sách hai bên. Mặt trước của nó sẽ có hai cái rắc cắm, nó sử dụng cái rắc Edison này. Cắm vào đây. Đấy, thì bên này sẽ là cực âm, bên này là cực dương chẳng hạn. Đấy. Thì rắc ra nó sẽ như thế này. Đấy là rắc dương, rắc âm. Và đây là cái màn hình hiển thị. Đây là cái đồng hồ hiển thị rung động pin nhá. Một cái đồng hồ này là có giá là 180.000. Nguyên cái đồng hồ này không là 180.000. Còn bộ cặp rắc này là 90.000 một cặp. Đây, ví dụ như này là một cặp cắm vào nhau này. 90.000 một cặp, và cái này nó sử dụng hai cặp là hết 180.000. Đấy, cái đồng hồ và cái cặp rắc này đã mất 360.000 rồi. Còn cái vỏ thùng này là 750.000 mọi người nhé. Vỏ thùng của nó chỉ có vỏ thùng này và hai cái tay nắm này thôi. Đấy. Là hết 750.000. Đấy, còn mọi người mua thêm cái phụ kiện này là hết 360.000. Đấy. Đồ chơi cao cấp hiện đại xịn sò thì nó sẽ đi với cái chữ tốn kém đi cùng. Đây, ở trong đây thì nó thiết kế như thế này. Thùng này thì nói thật với mọi người là vận chuyển toàn quốc thoải mái, không bẹp được. Đây. Đấy, nó có cả một cái khung này, rất là chắc chắn và xịn sò luôn. Cái này thường nắp là để cho các cái đội robot thôi, chủ yếu là cho robot là nhiều. Chứ còn bình thường mọi người mua ngoài ít mọi người mua, bởi vì giá trị của một cái bộ sản phẩm này nó lên rất là nhiều tiền. Nếu như mọi người lắp Shell A vào đây chẳng hạn thì cái bộ này lúc nào cũng phải rơi vào tầm 15-16 triệu. Tiền vỏ với tiền phụ kiện với tiền Shell A là vào khoảng tầm 16 triệu. Em nhớ sơ sơ là tầm 16 triệu. Thế còn nắp cái này thì nó rẻ như bèo, hết có hơn 9 triệu nếu mà nắp Shell B. Đấy, nó chê nhau rất là nhiều tiền. Hiện đại xịn sò. Nó xịn từ cái phụ kiện cho đến cái thùng chứa của nó. Hiện đắt. Ở đây em có thì em giới thiệu thôi. Đấy, có hàng mà bán cho mọi người. Các bác cảm thấy cái gì ưng thì xử lý được thì mua. Đấy. Đây là dành cho những bác nào sử dụng phiên bản rẻ tiền, phiên bản cao cấp thì nó ở bên này. Đấy, cái này là cái thanh chặn của pin này. Bây giờ mình sẽ tháo cái này ra xong rồi mình xếp pin vào đây. Đấy, bên này nó sẽ có khe hở này. Đấy, bên này có khe hở, BMS sẽ để bên này nhé. BMS sẽ để ở trong này. Ừ. Sẽ có mạch BMS để trong đây. Và đây, và BMS thì sẽ, cái đồng hồ này sẽ nối với mạch BMS để nó đo cái điện áp còn lại của quả pin. Đấy, cái đây là đồng hồ báo dung lượng. Báo dung lượng, báo phần trăm còn lại đấy. Đấy. Thế còn đây là cái để bắt rắc Edison. Đây, rắc Edison nó có hai cái lỗ này. Đó, nó được bắt vào đây như thế này. Đấy, nó bắt vào đây.
Ở đây thì mọi người có thể là cho sử dụng do một đầu ra một đầu vào. Cái này thì cái rắc này đặc tính nó chỉ có 50A thôi, nên là phải chập đôi thì nó mới ra được 100A. Thì mình ví dụ mình đấu hai cái này thành dây dương hết. Đấy, còn cái mé bên này đấu hai cái bên này thành dây âm thì nó sẽ ra là được 100 100A đúng không? Để mình xem lại cái rắc này nào. Rắc này là 50A 600V mọi người nhá. Đây này. Nó là rắc 50A 600V. Đấy thì sẽ ra được 100A. 100A thì chạy là được rồi, bởi vì đây là 24V 100A mà. Thế còn cách xếp pin thì xếp vào thì cứ thế mọi người xếp vào thôi. Có thể là lót bìa, lót xốp cho nó êm chẳng hạn, đấy, xong rồi xếp vào. Sau đó vặn ốc đỡ như thế này. Thế còn bên này thì chả có ốc đỡ gì đâu, nó không có gì cả. Trên này chúng ta phải chèn xốp. Sau khi nắp xong thì mọi người sẽ cắt miếng bìa đặt lên đây, sau đó là chèn xốp. Sau đó là ốp cái này xuống. Đấy, nó như thế này. Nói chung là độ an toàn nó, nếu mà để di chuyển xa xôi thì mua cái này nó không hiện đại. Nhưng còn di chuyển hay di chuyển thì chúng ta nên mua cái này. Vận chuyển các thứ nó yên tâm, nó không sợ là chạm chập cực. Vì cái này là khi mình giữ vào rồi là cực nó chìm xuống. Đây để em lấy cái khoan em tháo cho mọi người xem. Bác nào hay di chuyển thì nên mua cái hộp đắt tiền này. Nó rất là chắc chắn. Xịn sò và chắc chắn luôn. Thế còn bác nào mà muốn chi phí đầu tư nó thấp à, cũng có hộp thì mua cái hộp này. Hộp kia là 350, còn hộp này là 750 à, nhưng mà hộp này thì phụ kiện hộp này nó nhiều tiền hơn. Cái này thì nó chỉ có mỗi cái lỗ này thôi, về mọi người phải tự khoan nhé. Còn cái bên này thì không có. Đây. Đấy, mọi người xếp pin vào đây. Đấy, chúng ta sẽ xếp được 8 quả. Xếp xong thì mọi người đè cái này vào. Đấy. Ở dưới đây thì mọi người bắt buộc phải đè xốp mà. Ở dưới đây mọi người lót xốp nhá. Dưới đáy này sẽ lót xốp hoặc lót bìa. Hai bên cạnh này sẽ chèn cho nó khỏi lung lay này. Đây này, đấy. Tức là cái phần thiết kế này là nó để hở rồi này. Đấy. Đấy. Thì mọi người sẽ phải chèn cái tấm cách điện này, có thể chèn tấm cách điện này hoặc là chèn xốp hoặc là chèn đẩy lại, phải chèn làm nào để cho nó chắc chắn. Thế còn bên em đóng hàng thì chắc chắn là sẽ phải làm chắc chắn cho mọi người rồi. Thế còn ở dưới này mình nót một tấm bìa, nót xốp nó cao lên. Ở trên này mình sẽ cũng nót tiếp. Đấy, xong đó là đè nó xuống đây. Đấy, thì cái quả pin bên trong này nó mới chắc chắn, nó không, trong quá trình vận chuyển bê đi bê lại nó không bị lung lay. Đấy, là phải có cái phần mà để mình làm vào trong đây. Đấy, phải lót vào. Đấy, sau đó nó bắt ốc xiết vào. Đấy, thì cái này thì trông nó xịn sò và nó yên tâm hơn cái loại kia rất là nhiều. Sau khi đó là BMS sẽ cho bên này. BMS xong thì nó sẽ ra điện ở hai đây. Và đây nó có cái màn hình để bấm đây. Đây có cái nút bấm vào đây. Đấy. Sau đó là đậy lắp vào thì trông nó như thế này. Đấy. Đậy lắp vào nó thành một cái tủ hình chữ nhật dài. Trông rất là xịt lịch sự và xịn sò. Con này của nó là trọng lượng không là 9 cân. 9 cân cộng với 8 xe pin cộng 16 cân. Tổng là nó sẽ vào 25 cân. Cái thùng này sẽ là 25 cân. Thế còn cái thùng này nó chỉ có 18 cân thôi. Bởi vì bản thân trọng lượng là 2,2 kg cộng với cả 16 cân sau pin nữa. Thì là nó vào 18-19 kg. Đóng gói lên nó gọi vào 19 kg. Còn con này là vào tầm 25-26 cân. Đấy, khi đóng gói hoàn thiện cả BMS, cả rắc nhé. Các thứ đầy đủ lên thì 26 cân. Một cái bộ này giáp hoàn thiện nếu mà giáp xeo loại A. Xe loại A bên em đang bán là 1.450.000 với giá mua lẻ. Đấy. Thế còn xe loại B em đang bán lẻ là 920.000, cũng là 3,2V EVE 105Ah. Đấy, thì hôm nay em giới thiệu mọi người hai cái loại thùng như vậy. Thì các bác cảm thấy ưng ý cái nào thì các bác gọi điện nhé. Số điện thoại bên em vẫn là 098 700 6938. Rồi, cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.